Tiếp theo này. 11. Liên ngang gập. Liên ngang gập. Đầu tiên viết liên ngang trước. Ngang nhưng không hoàn toàn giống liên ngang nhé. Để hơi chếch lên trên. Chếch này. Chếch sang. Hồi. Xuống. Lại này. Check sang, check hồi xuống, đấy, lại này, check sang, ngang hồi xuống, đấy, lại này, check kéo sang, ngang hồi xuống, check sang, ngang hồi xuống, đấy, lại này, check này, kéo ngang sang. Check này, hồi này, xuống. Đấy, nhất này thì dễ rồi.